sống có bao lâu mà cứ ganh đua nhau hoài, bốn trên lề danh được chi. Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ gieo bao sầu đau, để khi nằm xuống có đem được gì theo. Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hơn thua với nhau. Trong đời ai cũng yêu thật lòng, dù có lúc đầm dành. Bóng tối phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mỗi người để chúng ta là đại gia đình. Chúng ta là đại gia đình. Bóng tối phía sau tiếng cười. Bóng tối phía sau tiếng cười. Ánh sáng xóa tan niềm đau. Ánh sáng xóa tan niềm đau. Giữ lấy trái tim mọi người. Giữ lấy trái tim mọi người. Để chúng ta là đại gia đình. Nếu nói ra được thì em đã không chọn cách này rồi. Giờ cuối cùng rồi sao? Em muốn ba má đau khổ em mới vừa lòng hả? Đau khổ rồi cũng sẽ hết đau. Có thể bây giờ em làm sai, nhưng sau này mọi người sẽ hiểu em. Nhưng tốt nhất mọi người đừng nên hiểu. Thiệt tình á, là bây giờ anh cũng không biết nói sao với em nữa. Em phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi em quyết định làm một điều gì đó tổn thương tới má. Em tưởng là đàn ông có thể dễ dàng thông cảm và hiểu cho nhau chứ. Chú đừng có nói như vậy. Thật sự chuyện này quá sức với gia đình, không dễ gì mà mọi người chấp nhận chuyện này đâu. Ăn thử miếng này đi, ngon lắm á. Vô anh. Chúc sức khỏe. Ngon. Dạ được rồi anh. Anh biết không, có những chuyện ở trên đời này nếu không nói ra thì cũng không còn cơ hội để nói nữa. Tốt nhất á, nghĩ trong lòng cái gì thì nói ra hết đi, cần gì phải giấu giếm. Không phải là giấu giếm. Nếu chuyện gì cũng có thể nói ra được hết thì đâu có còn gì gọi là lòng trắc ẩn. Đâu có thứ gọi là nhân tình thế thái. Chú ở Mỹ bao nhiêu năm mà nói giống y như mấy ông già hồi xưa.
Nếu như trong lòng có điều gì quẩn khúc á, thì sao không chia sẻ với gia đình? Tôi thấy anh Nguyên, anh ba và chú Út nữa, ai cũng hiểu chuyện, rất dễ chia sẻ. Nhưng có người tôi muốn nói ra, thì đó là anh, chứ không ngoài ai hết. Với tôi hả? Ừ. Vô đi anh. Em vẫn hạnh phúc đúng không? Được ở bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc quá rồi. Rồi hai đứa có tính chuyện sau này không? Đâu thể tiếp tục như vậy hoài được. Hai đứa sợ đối mặt với gia đình phải không? Anh thấy trước sau gì cũng phải làm rõ thôi, đâu thể che giấu hoài được. Vậy chứ bây giờ anh biểu em phải làm sao? Em với Huyền cứ nói rõ với gia đình một lần, tới đâu hay tới đó. Thì em cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng mà chắc chắn là ba má sẽ không đồng ý. Vả lại bản thân em cũng chưa chắc sẽ vượt qua được. Nếu như mọi người trong gia đình biết hết mọi chuyện thì sao? Em cứ bỏ đi lang thang. Anh nghĩ tránh mặt là phương pháp tốt nhất sẽ làm dịu các mối quan hệ thôi. Đi lang thang đây đó, sống cuộc sống lạc bạc cũng có những cái hay lắm em. Nhưng mà em là con gái. Nhưng nếu mà em có chuyện hay là mai mốt anh cho em đi theo anh luôn đi. Nói thiệt, bây giờ anh sợ vướng bận lắm, nó làm anh cảm giác mất tự do, đặc biệt là đối với phụ nữ. Ủa chị Hiền. Ủa Khánh, chào anh. Em đi đâu đó? À đây là anh Phong, em nhớ không? À em nhớ anh rồi. Em là Khánh phải không? Dạ. Sao nhìn anh khác vậy? Bác gái khỏe không anh? À, cảm ơn em, má của anh vẫn khỏe. Dạ. Má anh vẫn thường nhắc Khánh hoài. Thôi anh về nha. Dạ, cho em gửi lời thăm bác. Cảm ơn em. Dạ. Anh đi nha. Dạ, chào anh. À anh Phong nè, hôm nào á nhớ cho em thưởng thức mấy bộ sưu tập của anh nha. Anh nhớ rồi. Không phải chỉ có tình cảm đặc biệt với ảnh chứ. Cũng có thể nói là đặc biệt. Thôi em đi nha chị. Em đi. Em nghe chị Hiền nói anh ca giọng cổ hay lắm đúng không? Vậy tôi mà ca hát cái gì. Thôi anh hát đi, hát về câu em nghe cũng được. Thôi kỳ lắm, tôi không hát được đâu. Được rồi, nếu hôm nay anh mà không hát thì đừng hòng về nhà được. Chú đừng ép tôi mà, tôi hát không được là không được. Thôi vô anh. Ở bên Mỹ em làm việc cho một tổ chức tội phạm. Chú nói gì? Em nói em là một tên tội phạm, em về đây là để rửa tiền cho tổ chức. Chú à, chú mệt rồi. Chú à, nói lung tung quá. Tôi gọi điện cho taxi đưa chú về nhà.
Một thằng con lưu lạc ở bên Mỹ thì làm gì có 50 triệu đâu. Nếu không phải là tiền phạm tội, anh nghĩ tự nhiên em có thể giúp ba điều hành được một công ty, lấy hết bao nhiêu là hợp đồng, trong khi em không biết gì về cách làm ăn ở Việt Nam. Nói cho anh biết, tất cả là nhờ áp lực của những tay giang hồ mà em làm ăn. Anh nghĩ đi, nếu em nói ra sự thật về những gì mà em biết thì họ sẽ nghĩ sao? Trong mắt mọi người, em là thằng Năm Phú ngoan hiền, giỏi giang, là một người hoàn hảo, một người tốt. Chuyện này thật không ngờ. Vậy bây giờ chú tính sao? Bây giờ anh ca cổ cho em nghe đi. Chị Hiền, chị thấy em có tệ lắm không? Sao em lại nói vậy? Em không thể làm người mẹ tốt. Em cảm thấy sợ lắm chị. Nếu không thể là một người mẹ tốt, em sợ không giữ được hạnh phúc gia đình. Em sợ lắm. Bữa nay em với anh Minh cãi nhau vì Bích Dân á. Tuy anh không nói ra, nhưng mà anh nghĩ em là người không có trách nhiệm với Bích Dân. Tất cả cũng tại chị hết. Hả? Tại chị là sao? Tại chị đã chăm sóc Bích Dân quá chu đáo. Giờ đối với ai, anh cũng thấy không bằng hết. Sao em lại nói như vậy? Tình cảm của chị đối với Bích Dân là thật tình. Chị cũng đâu muốn lấy lòng anh Minh làm gì. Bởi vì trong lòng chị đã có người khác rồi. Là chị nói vậy thôi, chứ người ta đâu có nghĩ vậy. Trời ơi, em này hay nghĩ lung tung lắm. Chị tin chắc em sẽ là một người mẹ rất là tốt nữa là đằng khác. Hay là em sinh một đứa con đi. Có phải má biểu chị nói vậy không? Không phải. Chị nghĩ là em với Minh á, phải có một đứa con thì mới gắn bó, mới tốt hơn. Mà sao? Bộ anh Minh anh không muốn có con hả em? Không phải. Nếu vậy sao hai người không có... Thôi chị đừng có nói nữa. Em mệt quá. Thôi em ngủ đây. Hồi nãy đứa nào về đó? Con Hiền với con Khánh chứ ai. Ủa, sao mà bữa nay con Khánh qua đây ngủ nữa? Tôi không có hỏi. Thằng Năm nó về chưa? Hồi chiều nó đi với ông hỏi gì lạ vậy? Chắc anh em tụi nó đi thâu đêm với nhau rồi. Thôi ông ngủ đi. Bà, thằng Năm nó sắp về Mỹ rồi đó. Nó có nói với bà chưa? Dạ chưa.
Chắc có lẽ là nó về giải quyết công việc rồi nó trở lại hả? Mà nó có nói nó đi bao lâu không ông? Ông à, ông à, ông, trời đất ơi, chưa nói gì hết mà đã ngủ rồi, người đâu dễ ngủ dữ vậy? Trời ơi, có gì cho ăn chưa? Dạ có. Thơm dữ vậy ông đầu bếp ba ơi. Ba má ngồi đi. Bữa nay á, con sẽ nấu đãi ba má một món rất là đặc biệt. Món phở. Trời đó. Trời ơi, phở. Đây, của ba đây. Của má nè. Con à. Dạ. Cho con làm đầu bếp của bộ họp hơn làm kinh doanh đó à. Con cũng thấy vậy đó. Má, má thử coi con nấu có ngon không? Ừ. Đi từ từ thôi con. Con chào ba má. Trời ơi, bữa nay chú Năm nấu đồ ăn sáng đó hả? Để coi coi. Phú, em hơi bị siêu đó Phú. Em mà. Ủa, hai mẹ con về nào vậy? Hôm qua rồi. Bích Dân, hôm nay cậu Năm đãi cho con một món phở nè, thích không? Nè, con ăn đi. À, quá. Con chào cả nhà. Ủa, anh hai. Con đi làm. Anh hai ăn sáng đi anh hai. Ăn phở rồi hả đi? Phở em nấu đó, ngon lắm. Thôi được rồi. Con à, ngồi ăn chút rồi đi con. Ngồi xuống đi anh. Được rồi. Ăn đi con. Có chừng cảm ơn má. Ông đưa giùm tôi. Đó đó. Lấy cho má cái muỗng đi ba. Ba. Ba ăn thử coi ngon không ba? Ngon quá. Ông ăn coi con nó nấu ngon lắm. Ăn thử miếng đi. Ngon lắm. Phải đó ba. Ba thử đi. Chú Năm nấu ăn ngon lắm đó. Đúng con thiệt cả nhà. Số 1 đó. Mai mốt chị phải thọ giáo em đó nha. Thôi, em chỉ biết nấu chứ không biết dạy đâu. Bích Dân, thấy cậu nấu ăn có ngon không? Dạ, ngon quá. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Dạ, nhưng mà nóng quá con ăn không có được. Giỏi nịnh ghê chưa? Chưa ăn mà đã biết là ngon hả con? Tại con nghe mùi thơm mà bà ngoại. Thơm quá nè. Thôi, được rồi, để cho má Hiền đút cho nha. Dạ thôi, để em đút được rồi. Ờ. Nè con, để má sắn ra cho con. Ăn xong rồi má đưa con về nhà nha. Dạ. Phở ngon quá mẹ Khánh ơi. Ráng ăn Năm hết nè. Đi con. Nghe ba con nói là con sắp sửa về bên Mỹ hả? Mà kỳ này con định đi bao lâu?
Rồi chừng nào con về lại Việt Nam? Dạ. Cậu Năm đi Mỹ nhớ mua đồ chơi cho con nha. Con nghe bạn con nói đồ chơi bên Mỹ đẹp lắm. Trời. Cậu biết rồi. Cậu sẽ mua đồ chơi gửi về cho con. Năm nè, kỳ này qua bển, con nhớ tới gặp Quyền Sương. Nó ở bển cũng đã 2 năm rồi mà không chịu về nhà. Chắc là nó giận ba má lắm. Má à, má yên tâm đi. Nhất định con sẽ tới gặp Sương. Con cũng chưa gặp mặt em bao giờ. Con sẽ khuyên em nó về. Khuyên cái gì mà khuyên? Con về lại thì dẫn em về luôn. Giải quyết xong công việc, hai anh em về chung luôn cho vui. Nhớ nói với nó là cả nhà nhớ nó nhiều lắm con à. Dạ. Nhưng mà con... Ba. Ba con dạo này bị sao vậy không biết nữa. Thôi, mọi người ăn đi. Không phải con đã đi làm rồi sao? Dạ con đi liền. Nhưng ba đừng lo nghĩ nhiều quá. Con nghĩ thằng Năm đang nói nhất thời không suy nghĩ thôi. Không có đâu. Ba thấy nó nói thiệt đó. Nhìn ánh mắt cương quyết của nó là ba biết. Nhưng mà ba nghĩ nát óc cũng không biết là tại sao. Con sẽ nói chuyện với em lại lần nữa. Không có lý do gì nó từ bỏ gia đình, trong khi nó yêu quý tất cả mọi người trong nhà. Ba cũng đừng lo lắng quá, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ba không lo nữa. Con ráng nói chuyện với em con nghe. Dạ. Con à. Má. Ủa, má vô sao không gõ cửa? Dạ thưa cậu Năm, tôi xin lỗi, để tôi ra ngoài gõ cửa lại. Con giỡn mà má. Ngồi đi má. Có chuyện gì không má? Cũng không có gì. Má chỉ muốn dặn con, kỳ này qua bển sắp xếp xong công việc là về ngay liền nghe con. Đừng có đi lung tung nữa. Ba má sẽ bắt con Sương về luôn. Ba con không nói nhưng má hiểu lắm. Ổng già rồi. Ba con muốn con cháu sum vầy một chỗ, chứ tứ tán về hoài ba con đau lòng lắm đó. Má, con biết rồi má. Con cũng biết vì sao con Sáu nó phải qua Mỹ rồi đó. Nó lỡ có bầu với người ta, ba con sợ bị mặt nên bắt con Sáu phải đi. Chắc là nó giận ba má nên không chịu về. Giờ ba con đã bỏ qua hết dư luận, ai nói gì ông cũng mặc kệ. Chỉ muốn con cháu sum vầy là được. Ba con trông nó lắm đó con. Dạ. Má, nhất định con sẽ tìm em con và kêu nó về má. Nghe con về Mỹ, ba con ổng lo hay sao con à? Vậy hả má? Hồi hôm á, má thấy ổng buồn buồn. Con phải hứa với má, giải quyết xong công việc là con về liền với má nghe con.
Sao vậy con? Má, con hứa với má, con sẽ trở về nhà sớm, trừ khi con chết ở Mỹ. Trời đất ơi, cái thằng này miệng ăn mắm ăn muối mà nói tầm bậy tầm bạ không à. Má chỉ nói vậy thôi chứ má có bắt con thề thốt gì đâu. Thôi lo thay đồ đi làm đi, má xuống trước đây. Má, con thương má lắm mà. Bỏ ra coi, nghẹt thở quá đi nè. Con trai mà như con gái vậy đó, nấu nướng cũng giỏi mà nịnh má cũng giỏi nữa. Thôi má đi xuống đây. Đi tới công ty với anh luôn đi, anh có chuyện muốn bàn với em. Thôi, anh cứ tới công ty đi, em có việc phải giải quyết, có gì mình bàn sau nha. Vậy cũng được, anh đi trước đây. Dạ. Anh hai con lúc nào cũng đi từ sáng tới khuya, chẳng quan tâm gì tới gia đình hết. Tại má nuông chiều anh hai quá cho nên ảnh mới như vậy đó. Má cứ để ảnh như vậy hoài sao? Má phải lên tiếng đi chứ. Má ngăn cản được sao? Mà thôi, nghệ sĩ nó vậy đó con, cứ để anh con được tự do. Nhưng mà ảnh... anh hai, anh hai kỳ quá à. Đưa em đi mà. Đằng xấu mà anh hai chụp hình kỳ lắm. Kỳ gì? Đưa em đi. Người sau chụp y chang vậy có gì đâu. Anh hai chụp em hoài, giận không nói chuyện với anh hai đâu. Sao? Em nói gì đó? Chỉ có má mới hiểu anh thôi. Dạo này anh không có nhà, hai đứa cấu kết với nhau chống lại anh phải không? Ai biểu anh không có ở nhà, đi ra bên ngoài hoài bộ có gì vui lắm hả? Vui lắm đó, tại em không biết thôi. Có dịp á anh dẫn đi ha. Thôi không dám đâu, em còn phải ở nhà lo cho má. Thôi em đi làm đây, con đi nha má. Coi kìa, có yếu ghê chưa? Để coi lúc đó có chồng nó có được vậy không má. Kỳ này về ở nhà luôn chứ con? Dạ, chắc chịu quá má. Đủ rồi đó anh hai. Em thấy nhà có một mình anh là đàn ông mà, mà anh cứ đi suốt à. Nhưng mà theo anh đoán á, con nói thiệt á má, nhà mình sắp có thêm đàn ông á. Thôi con cũng đi đây. Em đi nha anh hai, thưa má con đi. Hai đứa em nó lớn hết rồi, con coi cưới vợ đi, cho mấy em nó kiếm chồng chứ, bộ để cho mấy đứa ế hết à? Chuyện này đâu có liên quan tới con đâu má. Nếu con không cưới thì tụi nó cứ cưới hỏi, có sao đâu má. Má biết không, đúng ra đó con chưa có về đâu, mà con về gấp như vậy là có chuyện cưới hỏi của cô Oanh đó má. Con nói cái gì? Đám cưới ai? Ủa, thì con bé Oanh với thằng Hưng đang tính tiến tới hôn nhân. Nó nói má chưa? Chưa. Thank you.
Hôm nay tôi tới đây là để bàn giao tất cả công việc lại cho ông. Tôi trở về Mỹ. Hiểu hay không á, tự ông biết rõ. Nhưng mà tôi nhất định là tôi sẽ lấy lại tất cả những gì là của tôi. Đừng có tham lam quá. Những lợi nhuận mà tôi mang lại cho ông đã thu lại rất nhiều. Ông có nghe người Việt Nam người ta nói tham thì tham không? Lấy những thứ thuộc về mình thì không gọi là tham đâu. Tất cả những chuyện tôi làm không phải ai cũng làm được đâu. Biến những đồng tiền đen đúa của các ông thành những đồng tiền thơm, đâu phải ai cũng làm được. Thời gian vừa qua, tôi điều tra biết được ông đã dùng một số tiền lớn của tổ chức để trang trải nợ nần cho gia đình ông, đúng không? Ông nói tôi trang trải nợ nần cho công ty nhà tôi cũng không sai. Nhưng mà ông nên hiểu rõ, bỏ tiền vô công ty cũng là một hình thức làm ăn rồi. Rồi đây số tiền mà tôi lấy lại cũng sạch sẽ, thơm tho. Ông hiểu không? Tôi hiểu chứ. Nhưng mà số tiền đó đến bao giờ mới lấy lại được hả? Người gia đình ông có thực sự biết được số tiền đó từ đâu ra không? Nhưng mà liệu là ông có lấy lại tất cả số tiền đã bỏ vào trong đó không? Hả người con hiếu tử? Một lần nữa tôi cảnh cáo ông. Nếu như người nhà của tôi có gặp bất cứ chuyện gì thì ông sẽ không bao giờ yên ổn với tôi đâu. Còn chuyện tiền bạc, tôi hứa sẽ sòng phẳng với ông. Số tiền trước đây coi như tôi nợ ông, chúng ta sẽ sòng phẳng. 2 năm trời ở Việt Nam, tôi đã móc nối lại tất cả các đường dây. Bây giờ công việc ở Mỹ lại đang rất cần tôi. Bên đó họ tin tưởng ai thì còn tùy thuộc vào thái độ làm ăn của người đó. Chính vì vậy tôi đang tự hỏi, không biết ông Kiếm đây có đủ bản lĩnh để tiếp nhận tất cả công việc ở đây không? Toàn bộ công việc ở đây. Còn phải coi việc đó là việc gì đã. Việc gì cũng được. Duy nhất, việc ông qua mặt tổ chức, nhúng tay vào buôn bán ma túy ở các vũ trường là cấm. Tuyệt đối cấm. Ông hiểu chưa? Tôi nhờ anh không biết có manh mối gì không. Tôi biết là khó, nhưng mà anh cố gắng ráng giúp giùm. Anh không thể công khai. Thôi được rồi, có gì tôi sẽ gặp anh sau. Chào nha. Vào đi. Có gì không chú? Vụ ngoài công trình á, còn nhớ không? Vụ nào chú? Vụ ngoài công trình á. Vụ nào? Vụ mình chậm tiền cho công nhân, họ đòi đình công đó. Nhưng họ đâu có đình công. Giám sát báo là họ vẫn làm việc bình thường mà. Vậy mới nói. Theo chú tìm hiểu thì sáng hôm đó có một nhóm người qua công trường hù dọa công nhân mình, bởi vì họ sợ không dám hó hé gì cả. Trời đất, sao lại có chuyện này? Chú cũng không hiểu nổi nữa, nên báo cho cháu nè. Nhưng bên công nhân... Nhưng mà bên công nhân đâu có dễ hù dọa chú. Vậy mới nói tụi công nhân đúng là không dễ hù dọa, nhưng lại sợ nhóm người đó. Chú nghĩ tụi này là giang hồ thứ thiệt, cho nên mới dám làm vậy đó. Sao lại có chuyện này?
công ty mình làm ăn nào tới giờ đâu có dính dáng gì tới giang hồ. Chú có biết nhóm người này là ai không? Chú hỏi rồi, nhưng không có ai biết. Công nhân thì không ai hé lời nào cả. Không được rồi. Phải làm rõ chuyện này. Tự nhiên giang hồ lại đến công trường của mình. Nhưng họ giúp mình mà. Giúp kiểu gì kiểu này đâu có được chú. Giúp kiểu này chẳng khác gì hại mình. Lúc mới nghe chuyện này á, chú nghĩ có hai khả năng. Một là đối thủ của mình cho người qua. Hai là thôi. Chỉ còn là một khả năng thôi Nguyên à. Chú nghĩ là trong công trình của mình á. Chú nghĩ là người trong công ty à? Chú nghĩ người trong nhà mình. Và chỉ có một người có khả năng làm chuyện này. Ủa, em kiếm anh ba hả? Dạ. Sáng nay sao không thấy? Anh đang bệnh á. Hả? Bệnh sao vậy anh Minh? À, anh bị cảm sơ sơ thôi. Sao cô lo dữ vậy? Có đâu. Thì em chỉ hỏi vậy thôi mà. Còn nói sao nữa hả? Nhìn cái mặt đỏ, đỏ hồng lên luôn rồi kìa. Trời ơi. Anh hai, nghĩ sao mà hỏi em chuyện này? Em lo cho nhà hàng rồi, lo dù công ty du lịch còn không xoải nữa, hơi đâu lo chuyện công ty. Anh biết tính em mà, đâu quan tâm để ý gì. Làm sao mà làm chuyện này được? Gì? Hả? Sao? Anh nghi ngờ em là nhờ bà Hai Ù làm hả? Không có. Em thề trên danh dự của em đó. Chị Hai từ bỏ giang hồ rồi. Em đã nói rồi mà, bây giờ gia đình chị Hai làm ăn rất là lương thiện. Không có dính dáng gì tới giang hồ hết. Cho dù bây giờ á em có nhờ chị cũng không đồng ý đâu. Em bảo đảm với anh Hai, không có là không có. Hơi biết rồi, em bị cảm sơ sơ thôi, không sao đâu. Rồi, rồi em cúp máy nha. Trời ơi, nghi ngờ ai không nghi. Nghi ngờ mình với chị Hai mới ghê chứ. Giờ ta là người tốt mà cứ nghi ngờ hoài, làm sao ta phấn đấu được. Trời ơi, ông nội Nguyên này bảo thủ y như ông già vậy. Ủa? Đi đâu đây? Nãy giờ anh không để ý. Thì diễn tới thăm anh bệnh á. Hey, có gì đâu mà thăm nom. Ho sụ sụ như vậy mà còn nói không có gì hả? Có chuyện gì vậy anh ba? Hey, chuyện bên công ty á cũng không có gì quan trọng. À, em đi có chút công chuyện ha. Để diễn thăm bệnh anh. Anh này. Thôi mà, ngồi đi. Hey. Qua đang chi vậy? Anh bệnh, sao không báo cho em biết hả? Có gì đâu. Cảm sơ sơ. Qua đây có chuyện gì không? Bộ có chuyện mới qua thăm anh được sao? Kỳ vậy ta. Mới nói mấy câu mà giận dỗi liền vậy. Bình thường trả treo nặng nhẹ ghê lắm mà. Đúng rồi, em là cái thứ hay trả treo, hay chảnh chẹ.
Bởi vậy á, gia đình anh á, lúc nào cũng nghĩ xấu cho má con em thì phải. Không phải, sao tự nhiên nói kỳ vậy? Chứ không phải sao? Hễ có chuyện gì á là cũng nghi ngờ cho má em. Bởi vậy á, muốn làm người tốt á, khó vậy sao chứ? Hiểu lầm rồi bà ơi. Em biết, dù nhà em á có cố gắng bao nhiêu như thế nào đi nữa, thì trong mắt gia đình của anh á, mẹ con em cũng là người xấu đúng không? Không có. Đúng là trước giờ là con tưởng không tốt, nhưng bây giờ khác rồi. Bóng tối phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mỗi người, để chúng ta là đại gia đình. Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ gieo bao sầu đau, để khi nằm xuống có đem được gì theo. Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hận thù với nhau. Trong đời ai cũng yêu thật lòng, dù có lúc đầm dày. Bóng tối phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mọi người, để chúng ta.